Xin chào tất cả mọi người, trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì chủ nhà có tặng nội thất cho quý vị và vị trí của cái căn nhà này thì rất là gần với bến xe Yên Nghĩa quý vị nha. Căn nhà này diện tích 33m², hướng nhà là hướng Tây Nam, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Với thiết kế của ngôi nhà thì là 3 tầng thôi mọi người ạ. 33m 3 tầng, ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây. Ngõ trước nhà 2m2. Nói chung là rất thông thoáng. Dự án này thì có 5 căn và đã bán 3 căn, chỉ còn 2 căn thôi. Với cụ thể của nó ở đây mọi người có thể nhìn ở đây. Đó là ở Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, rất là gần với bến xe. Căn nhà này hướng nhà Tây Nam, thiết kế là 3 tầng, ngõ rất là thoáng quý vị nha. Đây. Ngoài ra ở vị trí của cái 5 căn này thì có căn nhà giá 2 tỷ 040 triệu. Thì ở video sau Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị căn nhà đó nha. Còn hiện tại với cái căn nhà Ngọc Ánh đang quay và giới thiệu tới mọi người thì căn nhà này có cái giá chào bán 2 tỷ 230 triệu đồng mọi người ơi. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá granite hết rồi. Với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện màu xanh và bên trong là cửa nhôm kính. Mời người theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà nha. Với tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng khách và một phòng bếp. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Chủ nhà đã thiết kế luôn cho mình một cái bộ bàn ghế ở đây rồi. Đó, một bộ bàn ghế phòng khách rất là đẹp, rất là hợp lý đúng không ạ? Đây. Với cái diện tích 33m thực tế thì nó không phải là diện tích rộng quý vị ạ. Nó không phải là một diện tích rộng, tuy nhiên thì chủ nhà thiết kế nó rất là thoáng cửa. Ngoài cái phần cửa chính thì ở đây có một cái cửa sổ phụ nữa đây. Cái cửa sổ này cũng được thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa kính và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo cái độ an ninh, an toàn cho ngôi nhà. Cái nhà này thì nằm trong khu dân cư đông đúc mọi người ạ. Với hàng xóm thì cũng rất là thân thiện, vị trí đi lại giao thông rất là thuận tiện, cách với lại chợ, trường, phường, trạm, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí là cao đẳng đại học. Nó chỉ phạm vi bán kính 1,5 km quay đầu thôi mọi người ơi, rất là gần. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới bến xe nghĩa nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi. Giao thông đi lại phải Ngọc Ánh thì chia sẻ luôn rất là hợp lý. Và cái giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này so với mặt bằng chung của khu vực, so với lại bên phường Yên Nghĩa cũng gần với bến xe nghĩa, thì căn nhà này giá đang rất là hợp lý, 2 tỷ 230 triệu đồng. Ngoài ra còn có căn 2 tỷ 040 triệu đồng mọi người nha. Đó, với phần phòng khách ở đây thì là chủ nhà thiết kế luôn cho mình là cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, quạt trần. Đó. Gạch thì kích thước là gạch lát nền 60-60 vân đá, rất là hài hòa. Giới thiệu mọi người đây là cái không gian bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích 33m² thì phòng bếp không phải quá rộng quý vị nha. Tuy nhiên chủ đầu tư cố gắng đáp ứng đầy đủ cái công năng cũng như là thiết kế cho nó hài hòa với cái không gian nhà, diện tích nhà. Thì căn phòng bếp này đã được hoàn thiện xong hết chỉn chu rồi mọi người ơi. Tủ bếp ở đây thì thiết kế là tủ gỗ công nghiệp. Xung quanh bếp thì được ốp đá granite và mặt bếp cũng vậy. Phụ kiện bếp đi kèm như quý vị nhìn thực tế ở đây, Ngọc Ánh sẽ quay rất là gần cho quý vị xem nha. Đó, vòi chậu cũng như là chậu rửa bát chất liệu inox 304, chậu đúc 304 rất là đẹp đây. Mặt bếp ốp đá granite rồi. Với căn nhà hoàn thiện chỉn chu đầy đủ. Tầng 1 thì được thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt riêng biệt hết của cái vị trí thửa đất này mọi người nha. Sổ đỏ riêng biệt, bàn giao nhà ngay như hiện trạng trên video mà mọi người nhìn thấy. Với cái phần phòng khách và phần cầu thang thì được chủ đầu tư thiết kế ở đây một cái vách gỗ để ngăn cách giữa cái phần phòng khách và phần cầu thang, quý vị nhìn thực tế nha. Đó, tay vịn cầu thang ở đây thì được thiết kế là gỗ lim và cái lan can cầu thang thì được thiết kế là inox mọi người nha. Đó, với tùy từng căn nhà thì có những căn nhà toàn bộ cái cầu thang này làm gỗ hết, nhưng cũng có những căn nhà như Ngọc Ánh quay ở đây. Đó, đó là inox mọi người ạ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Đây là phía tầng 1 Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể. Vậy tầng 2, 3 của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 2 của căn nhà này thì chủ đầu tư thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đây chính là căn phòng ngủ thứ đầu tiên. Rất là thoáng.
với cái ngõ trước nhà rồi. Và đằng trước nhà thì đặc biệt nó có cái sân của nhà hàng xóm mọi người ạ. Cho nên là rất là thoáng. Hướng nhà của căn nhà này là hướng Tây Nam quý vị nha. Đây, cửa mở được ra bên ngoài, ban công mở được ra bên ngoài rất là thoáng này. Với cái căn phòng thì được chủ đầu tư thiết kế thêm cho quý vị. Ở đây là nội thất ở phía trong phòng mọi người ơi. Đó là giường và tủ quần áo. Như quý vị nhìn thực tế nhá. Cái phòng thì nó không quá to đâu mọi người ạ. Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người. Đây, nó chỉ có thế này thôi. Nó không quá to, tuy nhiên quý vị có thể nhìn thực tế chủ đầu tư là lắp luôn giường này, tủ này. Đó. Với cái tủ quần áo này thì để thiết kế tối ưu cái công năng cũng như là về cái diện tích, thì thay vì là cái cửa cánh mở thì chủ đầu tư thiết kế cửa cánh lùa quý vị nha. Đó là một cái điểm rất là chi tiết. Đây, cửa cánh lùa rất là gọn gàng. Và đấy, 33m² mà chia hai phòng ngủ, quý vị thấy không ạ? Đây, ổ cắm này, rất là đầy đủ này. Với cái cửa đằng trước này và cửa bên cạnh. Với cái căn nhà này nó là lô góc mọi người ạ. Đây, có cửa ở bên cạnh luôn, mở ra vô cùng thoáng. Với cái tầng 2 này thì cũng được thiết kế luôn là trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đã đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa nhà thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Này, đó, đây mọi người nha. Ngọc Ánh sẽ review cho mọi người, đây. Với cái giường đây mọi người ơi, mọi người có thể nhìn thực tế cho Ngọc Ánh nha. Đây, đó, với cái giường 1m82 và chủ nhà còn thiết kế thêm đây hai cái hộp ở dưới bên cạnh giường nữa. Đó, sử dụng được rất là tối ưu công năng. Và với cái tiếp theo, đây là phòng vệ sinh ở giữa hai phòng. Mọi người có thể nhìn thực tế nhá. Đây ạ, phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Bồn cầu này, hệ thống sen tắm nóng lạnh này, lavabo này. Tiếp theo còn một cái phòng nữa, à còn một cái tủ quần áo nữa ở phía bên ngoài cầu thang dành cho căn phòng ngủ ở phía bên trong quý vị nha. Đó, đây, đây chính là cái gian phòng ngủ phía bên trong. Cũng được chủ đầu tư lắp giường cho mình rồi. Và cái tủ quần áo như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, cái gian phòng ngủ này thì nó có nhỏ hơn một chút so với cái gian phòng bên ngoài. Tuy nhiên về công năng sử dụng thì quý vị nhìn thực tế đấy, rất là ok đúng không ạ? Cửa sổ thông thoáng này, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa này. Đó, không gian căn phòng ngủ này quá là hợp lý luôn. Với 33m² thôi mà thiết kế như thế này thì Ngọc Ánh phải nói thẳng luôn là cũng quá là cố gắng với chủ đầu tư rồi. Rất là ok, rất là đẹp, thiết kế nó quá là hài hòa với một cái khuôn nhà chỉ có 33m. Thì thường thường như một số video Ngọc Ánh ấy, với cái diện tích 33m thì chỉ thiết kế một tầng một phòng ngủ thôi. Nhưng căn nhà này, ví dụ cái phòng to kia thì quý vị có thể để sử dụng gia đình, còn cái phòng nhỏ này quý vị có thể dành sử dụng cho con cái nhá. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Mọi người ơi, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà và cũng là tầng cuối cùng, thì ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Tầng 3 của ngôi nhà vẫn thiết kế hai phòng ngủ và có một cái khu vực sân phơi mọi người ạ. Thì đây là cái căn phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Đây, rất là thoáng. Quan trọng là nó thoáng, vị trí đi lại nó thuận lợi mọi người ạ. Giá chào bán căn nhà này là 2.240.000.000 đồng. Đó, Ngọc Ánh review nhà rất là cụ thể, chi tiết về cái đường hướng giá mọi người nha. Cho nên mọi người cứ cân nhắc xem video trước khi đến xem thực tế. Đây là cái khu vực để máy giặt và phơi. Đây, nhỏ nhắn, xinh xắn, gọn gàng. Nhưng mà nói tóm lại là cái công năng sử dụng thì không hề bị thiếu. Vẫn còn một phòng riêng nữa mọi người ạ. Đây là phòng tiếp theo ở phía tầng 3. Thì phòng này quý vị có thể để làm phòng thờ. Quý vị có thể để sử dụng theo cái mục đích công năng của chính gia đình mình. Đó. Đây, tất cả các phòng thì đều có cửa đóng ra vào. Rất là ok. Và Ngọc Ánh xin nhấn mạnh và nhắc lại với quý vị với cái vị trí căn nhà này. Hướng nhà là hướng Tây Nam, giá chào bán 2.230.000.000 đồng. Với cái căn nhà đã được hoàn thiện xong hết, chỉnh chu, sổ đỏ đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Vị trí thuộc phường Phú Lãng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách với bến xe Yên Nghĩa 1 km, cách với trường Đại học Đại Nam 1.2 km, xung quanh bán kính 1.5 km, quay đầu đầy đủ, ngập tràn tiện ích, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Vậy thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn bản nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và
Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.